Vâng, đây là vẻ mặt của những người ở lại. Các bạn có cảm giác gì khi bị đuổi xuống xe? Em rất buồn. Azin đã chạy hộc tốc từ nhà đến đây về, chị chuẩn bị chạy về nhà ngủ tiếp. Ngủ tiếp rồi, chị đến từ trưa 5 giờ thôi nhưng mà không có ai cả. Hay quá. Đúng là tinh thần Azin vô địch. Vô địch. Vô địch cái gì mà vô địch? Ơ, chị đang được lên đài truyền hình đấy ạ.